Chào tất cả anh em đam mê cô gái trên mọi miền Tổ quốc nha. Nay em đóng hàng thức ăn chim cu gửi cho anh em. Hàng ngũ cốc cao cấp 70.000 một ký. Thành phần 15 loại hạt. Ngũ cốc thường 50.000 một ký, 13 loại hạt. Hàng bao sạch đẹp nha anh em. Lúa tiêu ruột đỏ 35.000 một ký. Măng ri hoa vàng 90.000 một ký. Này cỏ thái đen nha anh em. Cỏ thái đen bên em bán là 70.000 một ký. Hạt bao sạch đẹp cho anh em luôn. Cỏ thái đen, cỏ thái năm màu 50.000 một ký. Đây, cỏ thái đen. Này bo bo đỏ nha anh em. Bông bo đỏ 40.000 một ký. Này là cỏ trắng nè. Cỏ trắng bên em bán là 35.000 một ký nha anh em. Kê đỏ nhỏ. Thổi sạch đẹp 40.000 một ký. Này là kê đỏ lớn này. Kê đỏ lớn 35.000 một ký nha anh em. Lúa tiêu ruột đỏ nè. Hàng rửa nước đãi sạch đẹp luôn nha anh em. Này hàng ngũ cốc bên em chọn đây. Ngũ cốc cao cấp. Đóng gói mỗi bì 1 ký. Ngày 1 ký 5 kg bao ship. Ngũ cốc thường là cũng như vậy nha anh em. 50.000 một ký 5 kg bao ship. Bên em có tặng kèm cái muỗng súc ăn đi kèm cho mỗi đơn hàng nha anh em. Đây. Mỗi đơn hàng anh em đặt đều có một muỗng súc thức ăn như thế này đi kèm. Rồi xin chào tất cả anh em nha.